Xin chào mọi người. Thì hôm nay mình được nghỉ ở nhà thì mình cũng biết làm gì thì đi chợ về nấu ăn của tôi hứa một mình. Thì mình cũng quay cái clip này lên vui mình cho mọi người biết cái cuộc sống một thân một mình của mình như thế nào. Thì đây là sự thật. Mấy clip trước mình có cái lúc mình nấu ăn mình nói là nấu cho vợ ăn rồi vợ bắt nấu ăn rồi, nhưng mà thực sự đó mình xin lỗi mọi người vì mình nói dốc thôi, chứ thực ra là mình đang sống độc thân và sống nhờ ở nhà một người em, một vợ chồng của một người em, người bạn. Bây giờ là đi làm hết rồi, cũng ngay hôm nay mình nghỉ, mình ở nhà thì mình tự đi chợ về nấu ăn thôi. Cái gì mọi người chia sẻ cuộc sống của mình thì mình cảm ơn. Còn ai cảm thấy không thích thì cũng đừng có những cái lời mà chê trách khó nghe. Mình xin chân thành cảm ơn mọi người nha. Ở nhà cũng chỉ có một mình thui thủi thôi các bạn ạ. Đi ra đi vô thì nhìn quanh nhìn quẩn nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có một mình thôi. Thì mình cũng tự đói thì tự vào bếp nấu ăn thôi, chẳng có ai mà lo cho mình hết. Muốn ăn thì lăn vô bếp, mà muốn chết thì lết ra rồi. Tự xử đói thì phải nhào xuống bếp là tự làm tự ăn thôi, chẳng có ai lo cho mình. Cuộc sống của mình là vậy đó. Ngày thì làm đêm về cứ thui thủi một mình. Đêm về là chỉ có cái điện thoại là người bạn đồng hành với mình, cái điện thoại là mới là chia sẻ niềm vui nỗi buồn với mình thôi. Thì hôm nay mình cũng không biết làm gì thôi. Hôm nay mình được nghỉ ở nhà thì đi chợ về cũng tự nấu ăn xong rồi cũng dọn cơm ra một mình mà ăn thôi, chẳng có ai hết. Sống một mình vẫn tốt. Sống bây giờ sao mà tìm được, mong có được một cái gia đình ấm êm hạnh phúc chum dày sao nó khó quá, thật sự là khó khăn luôn các bạn. Mình một mình nhưng mà mình không có ít đi ăn ngoài quán ngoài nữa, mình chỉ cứ về nhà tự nấu, mình thích ăn cái gì thì mình nấu món đó.
mình cảm thấy nó ngon miệng mình thôi, còn mình ít muốn đi ra ăn ngoài quán. Ngoài quán nhìn đi quanh là thì cũng chỉ có mấy cái món đó thôi, ăn nó ngán lắm, mình chỉ về nhà nấu thôi. Chắc mình làm hôm nay làm thịt kho với lại bầu nấu canh với thịt này. Những ai mà sống độc thân lưu thủi một mình sẽ biết được cái cảm giác này, buồn lắm mọi người ha. Hôm tháng trước mình có làm một cái clip, một hai cái clip gì nấu ăn, mình cũng có nói dốc rồi vợ bắt nấu ăn rồi nấu ăn cho vợ rồi này nọ. Thực sự là chỉ mình chỉ nói dốc với mọi người thôi, chứ mình vẫn sống độc thân một mình thôi. Thì có gì mình xin lỗi mọi người cái chuyện nói dốc của mấy clip trước. Mình sống độc thân nhưng mà mình ở chung với vợ chồng của một người em, người bạn vậy đó.
rồi, canh bầu cũng đã chín rồi nhé các bạn. Bây giờ mình nhắc cái nồi canh bầu ra thì mình tiếp tục những kho thịt nha. Kho thịt, cơm cũng đã chín rồi thì với kho thịt rồi này mình bắt đầu là thử ăn thôi. Cuộc sống độc thân nghe nó hiu quạnh đó phải không mọi người? Mình cảm thấy tủi thân nó hiu quạnh đó mọi người. Không biết những người độc thân họ có cái cảm giác giống như mình không? Mình cảm thấy nó tủi thân làm sao? Chứ tôi tủi một mình, không ai quan tâm nữa. Làm cái gì gì cũng mặc kệ, chẳng ai quan tâm tới, không ai để ý tới. Mình ra bên ngoài thì mình chỉ có bạn bè thôi, về tới nhà là cứ lưu giữ mình, không ai quan tâm tới nữa. Buồn cười lắm mọi người. Rồi nồi thịt cũng đã chín rồi nha các bạn. Thịt chín rồi, canh chín rồi, giờ mình sẽ tắm rửa mát mẻ rồi mình tự ăn cơm ha. Thì cái gì ăn cơm thì mọi người còn ăn cơm với mình, nên mình có một cái cảm giác ăn cơm chung với tất cả rất là nhiều người trên đây, thì mình cũng cảm thấy nó cũng có điều khích lệ. Cuộc sống và những bữa cơm của mình là như thế này nè mọi người ơi. Cuộc sống của mình là những bữa cơm hàng ngày như vậy. Cũng chỉ có lưu thủi một mình thôi. Thì đôi khi cũng có vợ chồng của thằng em bạn thì cũng có ăn chung mâm, nhưng mà thỉnh thoảng thôi, không có được nhiều lắm đâu. Mình cũng chỉ cứ lưu thủi ăn một mình như vậy thôi. Thì mời cả nhà mình ăn cơm nha. Hôm nay mình ngồi và ăn cơm đây thì cảm giác của mình thì ăn chung với mọi người ở trên đây, thì mọi người cùng ăn cơm với mình thì mình cũng cảm thấy nó cũng có một chút gì đó nó thú vị, vui vui. Thì chắc có lẽ bữa cơm nay là mình ăn vui, không bị rớt nước mắt. Mời cả nhà. Đơn giản. Mình
ăn nấu một mình thôi, rồi có nhiêu đem hết xuống đây ăn, bao nhiêu còn bao nhiêu để lại bên bếp, đâu có ai đâu, nó không cần thì phải múc ra chén đĩa rồi này đó. Một mình rửa chén rửa bát nhiều lắm, để trong nồi vậy đó mình ăn, tại một mình rồi mình không phải sợ phải dính bợ với ai nữa. Rồi mời mọi người ăn cơm nha. Thôi đến đây thì mình cũng xin tạm dừng cái clip, thì nói chung nãy giờ mình quay cũng dài lắm rồi, thì bây giờ mình mời mọi người ăn cơm với mình, nãy giờ mình cũng dừng clip luôn, thì mình vẫn xem là mọi người đang ăn cơm với mình đó. Thì cảm ơn tất cả mọi người, những ai đồng hành với mình và chia sẻ cuộc sống với mình. Mình cảm ơn tất cả mọi người, những ai yêu quý mình, cảm thông được hoàn cảnh của mình cũng đã theo dõi hết cái video này. Thì mọi người yêu quý mình thì cho mình một like, ủng hộ kênh mình để cái mình có động lực bước tiếp tới những cái bước đi phía trước cũng đang chờ đợi mình. Mình chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều.